Tin chuyển nhượng sáng ngày 22 tháng 6 MU chi đậm cướp trụ cột Real, Liverpool đón tiền vệ hay nhất châu Âu. Man United quyết định chi đậm để mang cầu thủ trụ cột của Real Madrid về với Old Trafford. Liverpool sắp có tiền vệ trẻ hay nhất châu Âu sẽ là tin tức chính trong bản tin chuyển nhượng sáng ngày 22 tháng 6. Man United chi đậm cướp trụ cột Real. Với việc thương vụ Pickford đang gặp khó khăn, quỷ đỏ đã chuyển hướng sang chiêu mộ một cái tên khác là quốc toa của Real Madrid. Nửa đỏ thành Manchester sẵn sàng chi ra 80 triệu euro để đưa thủ môn người Bỉ rời khỏi sân Santiago Bernabeu. Với việc năm nay Quốc Tòa đã 31 tuổi, Ryan hoàn toàn có thể cân nhắc mức giá 80 triệu euro của Man United, qua đó dùng số tiền lớn này đầu tư vào các thương vụ khác trong tương lai gần, nhất là khi đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha đang trong quá trình trẻ hóa mạnh mẽ. Liverpool sắp có tiền vệ trẻ hay nhất châu Âu. Theo Football Transfer Liverpool đã theo dõi và liên kết chặt chẽ với Gabi Viga trong nhiều tháng liên tiếp giai đoạn cuối mùa giải 2022-2023 vừa qua. Đội bóng nước Anh sẵn sàng trả cho câu lạc bộ chủ quản của Viga, Santa Vigo mức phí lên đến 45 triệu bảng, thậm chí là nhiều hơn để thuyết phục đại diện Tây Ban Nha nhà người. Hiện câu lạc bộ vùng Merseyside đang đẩy nhanh các cuộc đàm phán với người đại diện của Viga. Trước sức ép ngày càng lớn đến từ các câu lạc bộ đối thủ khi ngày càng có nhiều ông lớn đánh tiếng muốn có được Viga như Chelsea, Arsenal, Newcastle tại Anh hay PSG và Bayern Munich. GS chia tay Chelsea, cập bến Anas. Theo đó, chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano vừa dùng cụm từ quen thuộc Here We Go để xác nhận thương vụ Anas chiêu mộ thành công Hakim GS từ phía Chelsea. Đôi bên đã đạt được mọi thỏa thuận về vụ mua bán này. Được biết, cầu thủ người Morocco sẽ ký vào bản hợp đồng có thời hạn tới năm 2026 cùng câu lạc bộ mà Cristiano Ronaldo đang khoác áo. Man City chi 80 triệu cho Gvardiol. Theo Fabrizio Romano, mục tiêu tiếp theo của nhà vô địch châu Âu chính là hậu vệ Josko Gvardiol. Ngôi sao trẻ người Croatia, tác giả của hai bàn thắng và hai pha kiến tạo trong 37 trận ở mùa giải trước, đang muốn tiến một bước mới trong sự nghiệp và có thể làm được điều đó cùng với người đồng hương của anh ở Manchester City. Theo đó, Man Xanh được cho là đang đẩy nhanh quá trình đàm phán và tiến gần hơn đến thỏa thuận với trung vệ này ngay sau khi có được cái gật đầu của Kovacic. Arsenal chi 235 triệu bảng cho ba thương vụ quan trọng. Cụ thể, Arsenal đang muốn có sự phục vụ của ba cầu thủ là Declan Rice, Kai Havertz và Timber ngay trong mùa hè này. Để làm được điều đó, pháo thủ sẵn sàng chi ra số tiền lên tới 235 triệu bảng chỉ để chiêu mộ các cầu thủ trên. Với khoản đầu tư lớn này, Arsenal đang tìm mọi cách củng cố đội hình cho mùa giải tới. Huấn luyện viên Ateta tự tin rằng những bản hợp đồng quan trọng này sẽ giúp thành tích của pháo thủ tại Champions League và Premier League được cải thiện đáng kể. Anas kiếm máy tạt về phục vụ Ronaldo. Á à quân của Saudi Pro League đang muốn chiêu mộ cầu thủ đã từng thi đấu ăn ý với Ronaldo tại Juventus, hậu vệ Alexandro, nhằm giúp siêu sao người bồ có thể tỏa sáng rực rỡ trong mùa giải sắp tới. Sandro đã được mệnh danh là một cỗ máy tạt bóng của giải vô địch quốc gia Ý. Những cú tạt của hậu vệ người Brazil luôn có được độ chính xác cao và đặt đồng đội vào những vị trí thuận lợi để ghi bàn. Ronaldo và Sandro đã có 3 mùa giải thi đấu cùng nhau tại Juventus. Tuy không thể đạt được những thành công lớn cùng với bà đầm già, nhưng bộ đôi này đã thi đấu rất ăn ý cùng nhau. Bản hợp đồng hứa hẹn sẽ giúp CR7 trở lại phong độ đỉnh cao của mình với những bàn thắng bằng đầu đã tạo nên thương hiệu của anh.